Chào các bạn, mình là Muối Vương đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách vào cua cho nó an toàn hơn nếu mà các bạn chạy hay chạy tour hoặc là đi phượt. Mình xin chia sẻ không phải là với các bạn thường xuyên đi, bởi vì các bạn thường xuyên đi thì đã có sẵn những cái kỹ năng rồi. Nhưng mà các bạn nào lâu lâu mới đi phượt ấy, mà những cái ngày lễ hoặc lâu lâu mới đi, bình thường các bạn đi trong phố thì cái cách đi ngoài đường trường nó sẽ khác biệt hơn một chút. Nhất ví dụ các bạn để ý thì ở phía bên kia đó là góc khuất, các bạn khó nhìn thấy những cái mà ví dụ ô tô nó đến đấy, nó khó nhìn thấy hơn này. Đây mình ở sát lề nên mình nhìn thấy rõ hơn, chứ nếu mà mình vào đi giữa vào giữa đường này thì cái việc nhìn nó sẽ khó hơn. Các bạn lâu lâu mới đi phượt thì nên chú ý là mình vào cua ấy, các bạn chỉ nên tránh một điều sau, đấy là cái hướng nhìn đường hầm. Hướng nhìn đường hầm có nghĩa là các bạn nhìn, các bạn mà đi thì vào đến cái góc cua các bạn lại nhìn theo cái hướng đấy thì gọi là hướng nhìn đường hầm. Còn các bạn nên nhìn theo vào cái phía kia, chứ không không nên các bạn nên nhìn vào cái góc cua kia, bởi vì nếu mà các bạn nhìn như vậy thì sẽ gọi là tầm nhìn đường hầm, khiến các bạn nói là nhìn đâu thì đi đấy, nên là các bạn nhìn vào đâu thì có khả năng nó sẽ đi vào đấy nhiều hơn. Đấy là một kinh nghiệm. Cái thứ hai nữa là trước khi vào cua ấy, thì các bạn phải giảm tốc để vào được cái cua đấy. Các bạn giảm tốc ấy thì bình thường thì có thể giảm ga đối với cái cua này thôi. Cái cua này chỉ được giảm ga thôi chứ không phải về số. Với cái cua gấp hơn ấy thì các bạn phải về số bằng cách rep matching. Về số êm là trước mình đã hướng dẫn về cái rep matching, về số êm về một lúc có thể về 1-2 số. Ví dụ xe có 6 cấp số thường về 6-5-4 hoặc là 6-5-4-3, về nhiều số như vậy thì nó sẽ đơn giản hơn. Về số để các bạn lúc khi các bạn về số, các bạn có thể kèm theo một chút phanh nữa nếu mà các bạn đang đi rất nhanh ấy, mà các bạn không quen đường ấy, dễ tình trạng là thấy cái cua mà các bạn chưa kịp giảm tốc thì các bạn phanh một chút. Các bạn phanh một chút thì lúc các bạn đổ người xuống ở cái đỉnh cua ấy, đổ người xuống cái đỉnh cua bên kia chẳng hạn, lúc các bạn đổ người xuống thì lúc đấy các bạn giải phóng lực phanh. Khi mà giải phóng lực phanh đồng thời nghiêng người xuống ấy, thì là giải phóng lực phanh. Và bắt đầu ga thì không phải là kéo ga lên mà sẽ là giữ đều ga. Khi mà một tay ga đã được mở thì phải mở đi hết cái cua đấy, chứ các bạn không được giảm ga trong cua. Khi đang nghiêng người xuống rồi thì các bạn giảm thì rất là dễ dưới tình trạng là nó xe nó mất thăng bằng. Đấy là kinh nghiệm của mình. Sau đây mình sẽ quay một đoạn video clip, có thể là cũng để tham khảo thôi. Còn mình thì không có ý là dạy hay là dỗ hay là thế nào các bạn. Mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm. Xin nhắc lại, mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm. Bạn nào không thích thì thôi, còn bạn nào cảm thấy nó phù hợp với mình về những cái kinh nghiệm thì mình xem, chứ thực ra thì kinh nghiệm nó phải đi ra đường nhiều mới có kinh nghiệm. Còn mình biết rồi ấy thì nó khác với người chưa biết. Rất nhiều các bạn thì chỉ hàng ngày đi trong phố và đến khi đi phượt thì mới đi đường trường, nên rất là bỡ ngỡ. Các bạn đi phượt, các bạn nhớ tuân thủ nguyên tắc 3 giây, vì bởi vì trong khoảng thời gian 3 giây các bạn mới đủ thời gian để xử lý tất cả các tình huống phía trước của mình. Nếu tình huống nó xảy ra phía chỗ sớm hơn 3 giây thì các bạn xử lý cực kỳ khó, nên là các bạn đếm nhẩm trong đầu là 1, 2, 3, các bạn đi được bao nhiêu quãng đường thì cái tầm mắt của bạn nhìn ít nhất tối thiểu các bạn nhìn phải đến cái khoảng 3 giây đó.
mình sẽ test thử cái góc cua. Đường thì nhiều xe, alo thì vướng. Mình sẽ test lại mấy cái góc cua. Từ đây về cua rất nhiều.